sau đây thì như khi mà có mặt trạng ở đâu xin trình bày thậm chí để nhà chúng ta nhìn đẹp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ. Phần biểu tình của tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là về chúng ta phần thứ hai, thứ hai là dự báo tình hình và phần thứ ba là đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ. Thứ nhất về chúng ta chủ tịch hội nghị đã từng chỉ đạo chi bộ tổ và đảng viên của đảng chi bộ tổ thì mọi việc sẽ tốt, muốn chi bộ tổ phát triển tốt thì cần chúng ta lấy việc nâng cao chất lượng chi bộ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 1.1 chi bộ công an xã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên cán bộ chiến sĩ, tạo điều kiện mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên bằng nghị lực chính trị được nâng cao. Chi bộ là có tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc chỉ thị số 4 của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác Hồ dạy trong tình hình mới, hướng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chi bộ luôn bám sát và triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước và của ngành. Về công tác chuyên môn, chi bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác về tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo đảng viên cán bộ chiến sĩ phụ trách từng khu vực trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh trật tự và tình hình khác có liên quan. Chi bộ đã chủ động tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân, đảng ủy, ban chỉ huy đạo đảng viên cán bộ chiến sĩ thường xuyên làm tốt công tác nhiệm vụ cơ bản. Vì công tác này có vai trò rất quan trọng và hết sức cần thiết đối với công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh sơ hở thiếu sót, xử lý vi phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được chú trọng. Chi bộ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cùng một lúc nhiều nhiệm vụ chính trị được giao, vừa thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 2025. Và đây là hình ảnh có các trạng là phát hiện bắt giữ các đối tượng sử dụng súng cá đánh để sát hại. Và hình ảnh có trả là phát hiện bắt quả tang các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 với số tiền 20 triệu đồng. Và trong khu trận lũ lịch sử năm 2020, các quan sát cũng đã chủ động phong tỏa các tuyến đường ngập lụt, di dời các hộ bà con bị ngập sâu đến nơi an toàn. Và trong quá trình thực hiện chỉ thị số 16, địa bàn xã Quảng Châu là một trong địa bàn được bị phong tỏa thực hiện chỉ thị số 16 đầu tiên và được bị phong tỏa thì lực lượng quan sát cũng đã chủ động tham mưu lập các chốt phong tỏa đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng. Và được chủ tịch đồng chí Văn Văn Anh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đến thăm và đặc biệt lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch. Và công an xã cũng đã chủ động tuyên truyền người dân từ huyện giao nộp nhiều loại vũ khí vật liệu nổ và pháo. Về công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng, chi bộ công an xã Quảng Châu luôn bám luôn xác định công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh trong sạch là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên lâu dài. Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng của đảng ủy cấp trên, nhất là bản phát chỉ quyết của đảng bộ xã Quảng Châu, đảng bộ công an huyện Quảng Trạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chỉ huy tư tưởng và tổ chức. Sau hơn 3 năm thành lập cùng với sự phát triển lớn mạnh của đảng bộ xã Quảng Châu,
đảng bộ có ban hành vào quả thành chi bộ có xã có ngừng được củng cố kế toàn cán bộ đảng viên chi bộ làm hiệu quả mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được bổ qua ủy ban nhân tỉnh có tiền và cả các đạt nhiều quả khen để khen. Đây là một đảng viên cổ vũ lớn để cán bộ đảng viên chi bộ tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chỉ thị đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng trừ lực lượng công an xã trong ngày càng vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Hai nữa là dự báo tình hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ có phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy tư tưởng đảng thì công tác áp đặt trong họ có những chức rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ có phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên. Điều đó được thực hiện thứ nhất xuất phát từ chức năng lãnh đạo của chi bộ mà thực hiện thông qua việc đề ra các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng và các đặc tư biện biện phục vận tổ chức kiểm tra giám sát và bằng hành động cơ sở của đảng viên. Thứ hai xuất phát từ vị trí vai trò của chi bộ cơ sở là nơi thực hiện lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham mưu và thực hiện bằng các chức kế hoạch của bộ và của các vị cấp trên. Thứ ba xuất phát từ tính chất sinh hoạt chi bộ sinh hoạt là hoạt động chủ yếu của chi bộ sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo mặt tính chất là tính lãnh đạo tính giáo dục và tính chiến đấu. Với tính chất trên sinh hoạt là nơi để bộ đảng viên bày tỏ tư nguyện vọng chúng tôi được tổ chức thực hiện từ thích và phê bình đến cơ sở tỉnh với nhau chỉ đồng bộ qua đó nâng cao sức thống nhất về tư tưởng và hành động tạo sự đoàn kết vững chắc trong chi bộ và đơn vị thứ ba giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt của chi bộ từ thực trạng và dự báo tình hình trên để phát triển để phát huy tốt những ưu điểm khắc phục những hạn chế. Khuyến nghiệp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vì những chi bộ có các sản phẩm nhau tôi xin đề ra một số giải pháp cơ bản sau. Thứ nhất là cần tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho đảng viên cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức cho cán bộ cho đảng viên cán bộ chiến sĩ về vị trí vai trò chức năng và nhiệm vụ chính trị được giao của công an xã Quảng Châu và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn đảm bảo an ninh trật tự kịp thời quán triệt các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến toàn thể đảng viên cán bộ chiến sĩ. Chi bộ cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về hình thức thường để đổi mới thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng phát huy tính tự giác tinh thần trách nhiệm trong học tập nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên tăng cường công tác tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của đảng chính quyền đoàn thể nhất là trong sinh hoạt chi bộ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là thế hệ trẻ. Thứ hai tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng đảng trong chi bộ đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện từ phê bình trong sinh hoạt chi bộ đổi mới hoạt động của chi bộ theo tinh thần chỉ thị số 10 của Bí thư nhằm góp phần đắp năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng cần có những quy định mở linh hoạt trong phát triển đảng viên quản lý đảng viên cũng như sinh hoạt chi bộ chất lượng sinh hoạt đặt trong thực tiễn để chất lượng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ đảng. Ngoài ra các vị cấp trên cần tổ chức giao lưu tọa đàm
nhằm trao đổi câu hỏi kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ phải kết hợp giữa tính nguyên tắc và nghệ thuật điều hành khoa học. Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các vị, đặc biệt là bí thư chi bộ. Bốn, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và cách đề, từ đó thực hiện nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của điều lệ đảng. Nội dung về tổ chức chi bộ cần tăng cường lãnh đạo quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị, các đoàn thể quần chúng và của cán bộ đảng viên trong những hợp thực hiện nhiệm vụ là môi trường để giúp đỡ chịu nhất cán bộ đảng viên quần chúng trưởng thành. Năm, tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú hấp dẫn, đẩy cứng nhắc các điều và góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên. Chuyên đề sinh hoạt cần chọn sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và tình hình nhận thức của đảng viên. Sáu, chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng nội dung sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ mặt trận bộ là đồng chí bí thư chi bộ cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, thông qua được nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt cho đảng viên biết để chủ động bố trí tham dự cuộc họp và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Cần chọn những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của chi bộ, quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên và quần chúng để thảo luận ban biện pháp giải quyết. Thực tế biểu dương đồng viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhắc nhở giúp đỡ đảng viên vi phạm hoặc gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. 7. Sinh hoạt chi bộ phải thực sự dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của đảng. 8. Trong sinh hoạt chi bộ phải chú trọng thực hiện tốt công tác từ phê bình và phê bình đến tinh thần đoàn kết dân chủ, xem đây là nền tảng quan trọng hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong đó cần tập trung kiểm điểm và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ đó ưu điểm hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Trước các đồng chí, vừa rồi tôi đã báo cáo và trình bày xong chuyên đề đánh giá thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi bộ công an xã Quảng Châu. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong ban giám khảo hội thi để bản thân và chi bộ có thêm bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng ngày càng cách vững mạnh. Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí thật chúc sức khỏe, hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin thay mặt thí sinh Nguyễn Viết Sang vừa hoàn thành phần thi của mình.